Em xin chào mọi người nha, chào mọi người đã đến với kênh ẩm thực có biển em hôm nay nha. Thì hôm nay em tiếp tục review xe gỏi Timmy ở trên đường Bắc Hải của quận 10 nha cả nhà. Thì hiện tại bây giờ em thấy là có rất là nhiều người đứng xếp hàng để mua được gỏi Timmy luôn nè. Gỏi Timmy hôm nay là dở trận luôn cả nhà mình nha. Đây mọi người có thấy không, đứng xếp hàng dài 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 luôn nè, để chen nhau mà mua gỏi Timmy luôn á. Đông ghê á. Đây nè mọi người, có quá trời khách đứng xếp hàng gỏi Timmy để mua luôn nè mọi người. Địa chỉ ở đây là 137 Bắc Hải, phường 15, quận 10 nha cả nhà. Gỏi thập cẩm Thái Timmy nha. Đây là cái phía trước của xe gỏi Timmy là cả nhà mình. Hôm nay bán đông quá chị ha. Em thấy khách đứng chờ quá trời luôn ha. Đây là chị đang trộn cái phần gỏi gì chị? Ché chị ơi. À dạ ché. Phần ché như vậy là bao nhiêu tiền chị? Một phần là 70 chị. Dạ một phần ché trộn là 70 nha mọi người. Rồi. Nhà làm. Nhà làm. Dạ. Nhà từ chưa? Không còn màu, không có bảo quản gì hết. Dạ. Nhà là khác với mấy cái chế bán về đường nha. Dạ là anh chủ đứng trộn bán không kịp luôn đó mọi người. Có xe lên lại đi em ơi. Đừng động với lại. Gỏi thập cẩm Thái Timmy nha cả nhà. Ở đây là có bảng giá nè. Bảng giá là 60, 80, 100 đến 120 nha. Mình muốn ăn giá bao nhiêu cũng được hết. Thứ này là ức kiện. Ức kiện thôi. Ủa anh đứng chờ ở đây là được bao nhiêu phút rồi anh? 30 phút. 30 phút rồi hả? Mà vẫn chưa tới lượt mình luôn hả? Anh trai này đứng chờ 30 phút mà ở phía trước mặt anh là vẫn còn khoảng một chục người đứng chờ nữa nè. Anh ăn tầm khoảng 12 giờ đêm thì có. Dạ. Anh ăn gỏi ở đây được bao nhiêu lần rồi anh trai? Anh ăn gỏi Timmy nè được mấy lần rồi? Giờ với anh bây giờ là lần đầu tiên luôn ha anh. Đây là khách lần đầu tiên chấp nhận chờ hơn nửa tiếng chưa có nè mọi người. Đây mọi người, đây là cái thau tôm ở chỗ gỏi Timmy nè. Con nào con nấy nhìn rất là to vậy. Tươi rối luôn, nhìn hấp dẫn ghê luôn mọi người. Mấy vị khách đứng ở đây rất là vui mọi người, hài quá. 120.
Đây là mọi người, bây giờ là không học em ơi. Anh chủ đang trộn gỏi. Ý tưởng mình thích cái gì mình làm đó. Mình cảm thấy ăn ngon là mình thì làm mình bán là em. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Chị đây rất là dễ thương mọi người. Con làm theo quán tính là chị nhìn được phòng đoán thôi chứ không biết bao nhiêu cái mắt. Ừ, cứ nhìn theo thao gọi mà làm nhìn sơ thao gọi để bắt mắt. Chứ không biết bao nhiêu trái nữa. Dạ. Để cho nó được thôi là đó là sự tôn trọng và những cái lời bình luận của khách hàng cộng đồng coi như là trên hết. Là khách hàng là thượng đế mà. Cho nên mình phải tuân chỉnh ha. Ok. Đây mọi người, em thấy ở đây là có chân gà nữa nè. Đây là chân gà sa tắc hả chị? Ồ, mọi người ơi, một thao chân gà sa tắc luôn là nhìn hấp dẫn chưa chưa. Cái này là mấy cái lá chanh đó mọi người. Đúng rồi. Để lên cho nó thơm á. Nó chưa thơm để cho nó đẹp luôn. Dạ dạ. Còn khi nào ăn chân gà sa tắc sẽ bắt đầu với làm. Dạ. Cái cốt của nó. À dạ dạ. Ừ, và cách lá chanh thì là như giống như trên này. Giống như thế này. Dạ, ừ, em thấy rồi. Rồi. Mọi người nhìn cái cây nước mắm nè mọi người. Đây là cây nước cốt để trộn gỏi. Dạ. Còn cây nước mắm là sau lưng chị. Dạ, đây là nước cốt để trộn gỏi. Chủ quán rất là dễ thương nha mọi người. Mặc dù là đang bán rất là đông khách luôn á. Nhưng mà em hỏi vậy là chủ quán rất là vui vẻ và nhiệt tình để trả lời em luôn á. Đó, đó là gỏi lỗ tai heo mọi người. Lấy ghế xanh của mình qua Thúy ơi. Lấy ghế xanh lấy bàn của mình ra để mình có bánh nước để sát vô. Không có được. Không về thôi. Gửi Temi tại vì rất là đông mọi người cho nên là mình chỉ có thể là mua về thôi nha. Chứ mình không có chỗ ngồi thì ăn lại tại chỗ. Mình mua thì mình mua về thôi. Đó, bây giờ là anh chủ đang rưới một cái loại nước cốt lên cái thau gỏi mà ngồi nhìn hấp dẫn kìa ha. Mà đông nữa nè. Không thể nào mà phục vụ cho khách ngồi ăn tại chỗ được luôn mọi người. Hôm nay là gỏi tim mi là vỡ trận luôn, bán không kịp luôn. Đó là củ hú dừa hả anh? Đúng. Trong gỏi này có để củ hú dừa vào mọi người nha. Đây, củ hú dừa nè mọi người, nhìn hấp dẫn rồi chưa? Đây là gỏi thập cẩm á anh. Đúng rồi. Dạ, đây là phần gỏi thập cẩm cho nên có củ hủ dừa nữa nha mọi người. Nhìn anh rất là nhanh tay luôn á. Đừng cắt mỏng. Cắt mỏng thì anh nó sẽ không ngon. Dạ, cắt vừa vừa đó anh ha. Cắt vừa vừa ăn cho nó có cảm nhận của củ dừa. Dạ. Cái củ dừa nó mát thiệt nhưng mà mình cứ cắt cho nó dày dày lên chút xíu. Dạ. Đỡ cắt mỏng quá rồi và ăn nó không có không tiếc được, không có đã. Tiếc. Dạ. Ừ, mày lắm. Nhiệt tâm nhiệt huyết ha. Dạ. Khách ăn ngon là mình cảm thấy vui anh ha. Đúng rồi, là hạnh phúc cuộc đời mình. Xong ngay. Còn lời thì cũng có lời đó nhưng mà nó không có được mình lời bán yêu. Mình bán tâm mình thôi anh ha. Đúng rồi. Rồi ra hộp đi. Xong. Rồi, đâu ba? Không có bán anh để thấy ai trả lời kèm đi. Mang về không kịp. Muốn mang về. Ở đây ngồi biết bao giờ ai mà làm cho anh.
ta xếp hàng bao nhiêu đây? Giờ giờ 70, 70. Hai hộp 80 luôn đó, cái hộp đó rồi. Một hộp như vậy là 80 đó chị. 80 chị. Dạ, hộp gỏi như vậy 80 là mọi người nhìn hấp dẫn ra chưa? Có chân gà nữa nè. Rồi. Ủa chị cho em hỏi cái này là ba khí hay là con gà sữa? À gãy sữa hả? Không được. Xếp hàng đây nè. Không xếp hàng. Muốn cho mình được chị sớm mọi người nhưng mà thì có quá trời khách đứng chờ luôn cho nên không thể nào mà chia nhau được hết. rau răm bao la luôn. Anh rất là vui tính nha. Xin bao nhiêu rau răm cũng cho. Trong cái gói thập cẩm này là mình có món gì với món gì anh ha? Nó có rất đủ thứ loại rau. Dạ, rau đầy đủ hết. Như là cà rốt nè, xoài đu đủ nè, dưa leo nè, củ dừa, củ dừa nè, hành tây, rồi hành tây, lỗ tai heo, bông điên điển nữa. Đúng. Rồi ghẹ sữa nữa anh ha. Đúng rồi. Ghẹ sữa. Rồi chân gà, tôm, trời nhiều ghê luôn á. Ờ có để lá chanh nữa các mọi người. Bông điên điển chưa? Bông điên điển. Rồi ra tiếp tục. Rồi chọn đi rồi bắt đầu làm tiếp. Hộp này là bao nhiêu chị ha? Đây là 60 chị. Ồ hộp 60 nhiều ghê mọi người. Tí xíu em sẽ mua một hộp ăn review cho mọi người xem nha. Đây hết gỏi giờ là chăm gỏi thêm nữa nè. Mọi người bây giờ là khách đứng chờ mua rất là đông luôn nè, chen nhau mà mua luôn á. Hàng trái đi, ai cũng đợi nãy giờ cũng tiếng hỏi chưa á.
Thank you.